Có duyên sao á? Anh nãy giờ tham quan ở đây hả? Nãy giờ tham quan ở đây. Có cơ hội ghé thêm thị xã An Nhơn của miền đất Võ, dừng chân tham quan thành cổ Đồ Bàn, thành Hoàng Đế, chùa Thập Tháp, ngôi cổ tự lâu đời nhất của Bình Định. Du khách đừng quên ghé thêm di tích Tháp Kinh Tiên để chiêm ngưỡng kiến trúc tháp và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bộ ảnh đẹp. Đến thêm miền đất Võ Bình Định, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng, những bãi biển đẹp nao lòng, còn có những di sản văn hóa độc đáo không chỉ lôi cuốn các nhà nghiên cứu mà còn hấp dẫn mọi du khách. Một trong những di sản văn hóa đó là hệ thống tháp Chem nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những tháp Chem vẫn sừng sững giữa trời, là chứng tích còn sót lại của quân quốc Champa xưa trên mảnh đất Bình Định ngày nay. Trong đó, độc đáo và đẹp nhất là tháp Kinh Tiên. Có cơ hội ghé thêm thị xã An Nhơn của miền đất Võ, dừng chân tham quan thành cổ Đồ Bàn, thành Hoàng Đế, chùa Thập Tháp, ngôi cổ tự lâu đời nhất ở Bình Định. Du khách đừng quên ghé thêm di tích tháp Kinh Tiên để chiêm ngưỡng những kiến trúc tháp và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bộ ảnh đẹp. Điều đó chắc chắn chỉ mang lại cảm xúc thích thú trong hành trình khám phá của du khách trên mảnh đất của Bình Định. Dải dào qua năm tháng, tháp Kinh Tiên vẫn sừng sững giữa trời xanh, là ngôi tháp có giá trị về nhiều mặt và có thể được coi là tháp đẹp nhất và cổ nhất ở Bình Định. Năm 1982, tháp Kinh Tiên đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật Chem. Tháp Kinh Tiên là ngôi tháp có vị trí đặc biệt, nằm ở trung tâm thành Đồ Bàn, kinh đô của quân quốc Champa xưa. Đây là ngôi tháp duy nhất còn lại trong kinh thành Đồ Bàn. Từ xưa đến nay, tháp có nhiều tên gọi khác nhau. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, tháp có tên là Nam An Cổ Tháp, là tên gọi theo địa danh nơi tháp tọa lạc. Cũng trong Đại Nam Nhất Thống Chí, tháp có tên nhân gian là Kinh Tiên. Giải thích cho tên gọi này, người ta cho rằng vì từ qua tháp trở lên, chu vi bốn phía ngó giống Kinh Tiên bay lên nên gọi là tên ấy. Trong tư liệu của người Pháp, tháp có tên là Tháp Đồng. Tuy nhiên, Kinh Tiên là tên gọi phổ biến nhất cho ngôi tháp này, và từ tên gọi này càng làm tôn thêm vẻ đẹp, duyên dáng và thanh thoát của ngôi tháp. Tháp Kinh Tiên tọa lạc trên đỉnh gò không cao lắm ở trung tâm thành Đồ Bàn, cố đô xưa của vương quốc Champa thuộc thôn Nam An, thị xã An Nhơn. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí có chép, An Nam Cổ Tháp ở thôn Nam An, hiện Tường Quân, trong thành Đồ Bàn, tục gọi là Tháp Kinh Tiên. Từ qua tháp trở lên, bốn phía đều giống như Kinh Tiên nên gọi tên ấy. Còn các nhà nghiên cứu Pháp, theo các mệnh danh riêng, gọi đó là Tháp Đồng. Tháp là loại hình kiến trúc phổ biến của văn hóa Champa. Trong tiếng Chem có một từ chỉ chung cho loại hình kiến trúc này là ca lan, đền thờ. Chức năng chủ yếu của ca lan, như ý nghĩa của từ, là phục vụ đời sống tâm linh và các lễ nghi tôn giáo. Tuy nhiên, kiến trúc tháp mang đậm tính nghệ thuật, là những tác phẩm mà các nghệ nhân thể hiện tài năng và trí sáng tạo của mình, nên ít chịu sự gò ép của lễ nghi tôn giáo. Trong số ấy, Kinh Tiên là một ngôi tháp đẹp, được tạo dáng độc đáo, thanh thoát với bố cục hết sức hợp lý. Để tháp xây cao, bề thế trên một bình diện gần vuông, mỗi bề dài khoảng gần 10 mét, với các đường giật cấp so le, toàn tháp cao khoảng 20 mét. Bốn mặt quanh thân tháp đều trang trí các cột trụ ốp tường nhô ra theo một tỷ lệ hài hòa với tổng thể kiến trúc.
Cát ghép thân tháp được bó bằng các khối đá có kích thước lớn nên khá vững chắc. Về hình thức tháp có bốn cửa vòm nhọn vút lên mở ra bốn hướng, nhưng chỉ có cửa chính hướng đông là an thông với lèo tháp, còn lại là ba cửa giả. Bộ diềm hơi nhô ra tạo thành bộ đỡ cho các tháp ghép bên trên. Các hình chạm khác chủ yếu tập trung trên bộ mái. Với bốn tầng hiện còn, tầng nào cũng có bốn tháp ghép trang trí. Mỗi ghép lại có những tầng nhỏ, tạo dáng lá lặt nhỏ dần về phía trên, tạo cảm giác như những chú chim đang bay. Có lẽ chính do dáng vẻ này mà người đời thả trí tưởng tượng, gắn với hình tượng thần tiên mà đặt tên cho tháp là cánh tiên. Những tảng đá chạm khắc hình đuôi phụng gắn trên các tầng tháp giả và hình Makara, một loài thủy quái trong thần thoại Ấn Độ với nanh nhọn, vòi dai, trang trí ở các ghép đầu tường đã tạo cho tháp cánh tiên một vẻ đẹp sang trọng, hiền bí. Cảm tác trước cảnh tháp, một thi sĩ khi đến viếng thêm đã để lại một bài thơ: Rồng thiên tiên cưỡi đi đâu, cánh tiên để đó dải dầu nén mưa, cùng non tháp giữ tình xưa, trải bao dâu bể vẫn chưa nao lòng, đồ bàn còn núi còn sông, còn tiên kết cánh, còn rồng tuôn mây. Khác với nhiều tháp chàm, trang trí tháp cánh tiên cầu kỳ đến độ hoàn mỹ, từ hệ thống vòm cửa đến dải hoa văn hình xoắn xếp lớp đối xứng nhau uyển chuyển, đến các khối đá ốp cạnh được chạm khắc tinh tế tạo thành những hoa văn kết nối đều toát lên vẻ đẹp vừa thanh thoát trang nhã vừa uy nghi bề thế. Cũng có thể do vẻ đẹp duyên dáng mà tháp còn có tên dân gian là tháp con gái. Theo các thư tịch cổ, thành đồ bàn do chim thành Ngô Nhật Hoang xây từ thế kỷ thứ 10, còn tháp cánh tiên được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 dưới đời vua Chế Măng. Phải chăng đây là ngôi tháp Chế Măng dành tặng hoàng hậu Huyền Trân công chúa, người con gái Việt cao quý đã đặt quyền lợi lên trên hết, cùng ông kết mối lương duyên lịch sử? Tương truyền trước khi rời Đại Việt, nàng công chúa lá ngọc cành vàng của triều Trần đã hẹp nhường nhuyễn mọi nghi thức cung đình lẫn sinh hoạt dân gian chiêm quốc. Đi làm dâu xa xứ, nàng được thần dân yêu quý và kính trọng. Quỳ vị hoàng hậu người Việt này không những nói thạo tiếng chim thành, biết múa hát các điệu dân ca dân vũ chim thành, mà còn chịu khó truyền dạy các cung nữ và thần dân quê chồng dệt vải, trồng lúa, thiêu thùa, mai quá. Tưởng không quá khi nói rằng cưới Hiền Trăng, sính lễ của Chế Măng là hai châu ô lý, còn tháp cánh tiên là sính lễ tình yêu mà ông dành tặng cho nàng như một lời công nhận thiêng liêng thần dân trem họ. Theo nhà du khảo người Pháp đã mô tả lại, trên mỗi cửa bên trong đều có một bức tường có hình găng cung, nó giấu kín một tượng đàn bà bán thân nửa nổi nửa chìm, đầu đội một cái mũ rất sang, cầm trong tay một đóa hoa sen. Thì chúng ta có quyền hy vọng vẫn còn đâu đó trong lòng đất hệt trầm ẩn giữa các tường tháp cổ xưa một bức tượng Hiền Trăng với vương miện hoàng hậu, gương mặt dịu hiền phảng phất nỗi tư hương, trên tay còn rưng rưng một bóp sen minh triết. Có duyên sao á? Anh nãy giờ tham quan ở đây hả? Nãy giờ tham quan ở đây. À.